đó là thường tự hành 10 nghiệp đạo thiện, cũng khuyên người thường hành 10 nghiệp đạo thiện. Thường tự thọ trì 5 giới, cũng khuyên người thường thọ trì 5 giới. Thường tự thọ trì 8 giới, cũng khuyên người thường thọ trì 8 giới. Thường tự thọ trì giới xuất gia, cũng khuyên người thường thọ trì giới xuất gia. Thường tự tu 4 tịnh lự, cũng khuyên người thường tu 4 tịnh lự. Thường tự tu 4 vô lượng, cũng khuyên người thường tu 4 vô lượng. Thường tự tu 4 định vô sắc, cũng khuyên người thường tu 4 định vô sắc. Thường tự tu 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo, cũng khuyên người thường tu 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo. Thường tự tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, cũng khuyên người thường tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Thường tự tu bố thí tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã, phương tiện thiện xảo, diệu nguyện, lực trí, ba la mật đa, cũng khuyên người thường tu bố thí tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã, phương tiện thiện xảo, diệu nguyện, lực trí, ba la mật đa. Thường tự an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng khuyên người thường an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Thường tự an trụ chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, cũng khuyên người thường an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Thường tự an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, cũng khuyên người thường an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Thường tự tu 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 tịnh thứ đệ, 10 biến xứ, cũng khuyên người thường tu 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ. Thường tự tu tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, cũng khuyên người thường tu tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Thường tự tu các địa Bồ Tát, cũng khuyên người thường tu các địa Bồ Tát. Thường tự tu 5 loại mắt, 6 phép thần thông, cũng khuyên người thường tu 5 loại mắt, 6 phép thần thông. Thường tự học 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, cũng khuyên người thường học 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Thường tự học Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, cũng khuyên người thường học Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả. Thường tự học 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp phụ thuộc, cũng khuyên người thường học 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Thường tự học pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, cũng khuyên người thường học pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Thường tự học trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng khuyên người thường tu học trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Thường tự khởi trí quả dự lưu, nhưng chẳng an trụ trong đó, cũng thường khuyên người khởi trí quả dự lưu, hoặc khiến an trụ. Thường tự khởi trí quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, nhưng chẳng an trụ trong đó, cũng khuyên người khởi trí quả nhất lai bất hoàn A-la-hán hoặc khiến an trụ. Thường tự khởi trí quả vị độc giác, nhưng chẳng an trụ trong đó, cũng khuyên người khởi trí quả vị độc giác hoặc khiến an trụ. Thường tự khởi đạo hạnh của quả vị giác ngộ cao tột, cũng khuyên người thường khởi đạo hạnh của quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện như thế, các đại Bồ Tát, khi tu hành bát nhã ba la mật đa, phương tiện thiện xảo, tự tu thiện nghiệp, thường không lười bỏ. Này thiện hiện, đó gọi là các đại Bồ Tát, khi tu hành bát nhã ba la mật đa, phương tiện thiện xảo, các đại Bồ Tát, do sức phương tiện thiện xảo này, nên an lập hữu tình trong cảnh Niết Bàn, nhưng có thể không hoại tướng Niết Bàn. Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp đều bản tánh không, trong bản tánh không hữu tình và pháp đều chẳng thể nắm bắt được, do vậy trong đó cũng không có cái phi pháp, thì tại sao đại Bồ Tát vì các hữu tình cầu chứng quả vị giác ngộ cao tột thường làm lợi ích? Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, các pháp sở hữu đều bản tánh không, trong bản tánh không hữu tình và pháp đều chẳng thể nắm bắt được,
do vậy trong đó cũng không có phi pháp. Này thiện hiện, nếu tất cả pháp bản tánh chẳng không, thì khi các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên an trụ lý bản tánh không, tu chứng quả vị giác ngộ cao tột, làm lợi ích cho các hữu tình, nói pháp bản tánh không. Này thiện hiện, vì tất cả pháp đều bản tánh không, nên đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa an trụ lý bản tánh không của tất cả pháp, tu chứng quả vị giác ngộ cao tột, vì lợi lạc hữu tình, nói pháp bản tánh không. Này thiện hiện, những pháp nào bản tánh đều không mà đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật rõ biết bản tánh không rồi, trụ nơi bản tánh không vì hữu tình thuyết pháp. Này thiện hiện, sắc bản tánh không, thọ tưởng hành thức bản tánh không, đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật rõ biết các uẩn bản tánh không như thế rồi, an trụ bản tánh không vì các hữu tình tuyên thuyết pháp bản tánh không như thế. Này thiện hiện, nhãn xứ bản tánh không, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ bản tánh không, sắc xứ bản tánh không, thanh hương vị xúc pháp xứ bản tánh không, đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật rõ biết các xứ bản tánh không như thế rồi, an trụ bản tánh không vì các hữu tình tuyên thuyết pháp bản tánh không như thế. Này thiện hiện, nhãn giới bản tánh không, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới bản tánh không, sắc giới bản tánh không, thanh hương vị xúc pháp giới bản tánh không, nhãn thức giới bản tánh không, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới bản tánh không, nhãn xúc bản tánh không, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc bản tánh không, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra bản tánh không, các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra bản tánh không, địa giới bản tánh không, thủy hỏa phong không thức giới bản tánh không. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật rõ biết các giới bản tánh không như thế rồi, an trụ bản tánh không vì các hữu tình tuyên thuyết pháp bản tánh không như thế. Này thiện hiện, nhân duyên bản tánh không, đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên bản tánh không, các pháp từ duyên sanh ra bản tánh không, vô minh bản tánh không, hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não bản tánh không. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật rõ biết duyên khởi bản tánh không như thế rồi, an trụ bản tánh không vì các hữu tình tuyên thuyết pháp bản tánh không như thế. Này thiện hiện, bố thí Ba La Mật Đa bản tánh không, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự Bát Nhã, phương tiện thiện xảo, diệu nguyện lực trí Ba La Mật Đa bản tánh không. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật rõ biết các Ba La Mật Đa bản tánh không rồi, an trụ bản tánh không vì các hữu tình tuyên thuyết pháp bản tánh không như thế. Này thiện hiện, bốn tịnh lự bản tánh không, bốn vô lượng, bốn định vô sắc bản tánh không. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật rõ biết tịnh lự vô lượng vô sắc bản tánh không như thế rồi, an trụ bản tánh không vì các hữu tình tuyên thuyết pháp bản tánh không như thế. Này thiện hiện, bốn niệm trụ bản tánh không, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo bản tánh không. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật rõ biết bốn niệm trụ vân vân các pháp phần bồ đề bản tánh không rồi, an trụ bản tánh không vì các hữu tình tuyên thuyết pháp bản tánh không như thế. Này thiện hiện, pháp môn giải thoát không bản tánh không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện bản tánh không. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật rõ biết các pháp môn giải thoát bản tánh không rồi, an trụ bản tánh không vì các hữu tình tuyên thuyết pháp bản tánh không như thế. Này thiện hiện, pháp không nội bản tánh không, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh bản tánh không. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật rõ biết không tánh bản tánh không như thế rồi, an trụ bản tánh không vì các hữu tình tuyên thuyết pháp bản tánh không như thế.
Này thiện hiện, thánh đế khổ bản tánh không, thánh đế tập diệt đạo bản tánh không. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật rõ biết thánh đế bản tánh không như thế rồi. An trụ bản tánh không vì các hữu tình tuyên thuyết pháp bản tánh không như thế. Này thiện hiện, tám giải thoát bản tánh không, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ bản tánh không. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật rõ biết giải thoát thắng xứ các định biến xứ bản tánh không như thế rồi, an trụ bản tánh không vì các hữu tình tuyên thuyết pháp bản tánh không như thế. Này thiện hiện, tất cả pháp môn Đà La Ni bản tánh không, tất cả pháp môn Tam Ma Địa bản tánh không. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật rõ biết pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa bản tánh không rồi, an trụ bản tánh không vì các hữu tình tuyên thuyết pháp bản tánh không như thế. Này thiện hiện, bậc cực hỷ của Bồ Tát bản tánh không, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân của Bồ Tát bản tánh không. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật rõ biết các địa Bồ Tát bản tánh không như thế rồi, an trụ bản tánh không vì các hữu tình tuyên thuyết pháp bản tánh không như thế. Này thiện hiện, năm loại mắt bản tánh không, sáu phép thần thông bản tánh không. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật rõ biết các loại mắt thần thông bản tánh không rồi, an trụ bản tánh không vì các hữu tình tuyên thuyết pháp bản tánh không như thế. Này thiện hiện, 10 lực Phật bản tánh không, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng bản tánh không. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật rõ biết các lực điều không sợ, sự hiểu biết thông suốt, pháp bất cộng bản tánh không rồi, an trụ bản tánh không vì các hữu tình tuyên thuyết pháp bản tánh không như thế. Này thiện hiện, đại từ bản tánh không, đại bi, đại hỷ, đại xả bản tánh không. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật rõ biết các đại vô lượng bản tánh không rồi, an trụ bản tánh không vì các hữu tình tuyên thuyết pháp bản tánh không như thế. Này thiện hiện, 32 tướng đại sĩ bản tánh không, 80 vẻ đẹp phụ thuộc bản tánh không. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật rõ biết các tướng vẻ đẹp phụ thuộc bản tánh không rồi, an trụ tánh không vì các hữu tình tuyên thuyết pháp bản tánh không như thế. Này thiện hiện, pháp không quên mất bản tánh không, tánh luôn luôn xả bản tánh không. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật rõ biết pháp không quên mất tánh luôn luôn xả bản tánh không rồi, an trụ bản tánh không vì các hữu tình tuyên thuyết pháp bản tánh không như thế. Này thiện hiện, trí nhất thiết bản tánh không, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng bản tánh không. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật rõ biết các trí bản tánh không rồi, an trụ bản tánh không vì các hữu tình tuyên thuyết pháp bản tánh không như thế. Này thiện hiện, quả dự lưu bản tánh không, quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác bản tánh không. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật rõ biết quả thanh văn thừa, quả vị độc giác bản tánh không rồi, an trụ bản tánh không vì các hữu tình tuyên thuyết pháp bản tánh không như thế. Này thiện hiện, tất cả hạnh đại Bồ Tát bản tánh không, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật bản tánh không, đoạn trừ vĩnh viễn tất cả tập khí phiền não tương tục bản tánh không. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thật rõ biết các hạnh đại Bồ Tát Bồ Đề Niết Bàn bản tánh không rồi, an trụ bản tánh không vì các hữu tình tuyên thuyết pháp bản tánh không như thế. Lại nữa thiện hiện, nếu tánh của pháp không nội, bản tánh chẳng không, nếu tánh của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, bản tánh chẳng không, thì các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng nên vì các hữu tình nói tất cả pháp đều bản tánh không, nếu nói như thế là hoại bản tánh không. Nhưng bản tánh không lý chẳng thể hoại, chẳng phải thường, chẳng phải đoạn,
Vì sao? Vì lý bản tánh không, không phương, không xứ, không từ đâu đến, cũng không về đâu. Lý không như thế cũng gọi là pháp tánh. Trong ấy không có pháp, không tụ, không tán, không giảm, không tăng, không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh. Tất cả pháp ấy vốn là tánh an trụ. Các đại Bồ Tát an trụ trong đó, cầu đạt đến quả vị giác ngộ cao tột. Chẳng thấy các pháp có chỗ hướng đến, không chỗ hướng đến, vì tất cả pháp hoàn toàn không sở trụ, cho nên gọi là pháp trụ. Các đại Bồ Tát an trụ trong đó, tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thấy tất cả pháp bản tánh không rồi, nhất định đối với quả vị giác ngộ cao tột, được bất thối chuyển. Vì sao? Vì đại Bồ Tát ấy chẳng thấy có pháp nào có thể làm chướng ngại, vì thấy tất cả pháp không chướng ngại, nên đối với quả vị giác ngộ cao tột chẳng sanh nghi hoặc, vì vậy nên bất thối. Lại nữa, thiện hiện trong bản tánh không, ngã chẳng thể nắm bắt được, hữu tình chẳng thể nắm bắt được, sự an lập hữu tình chẳng thể nắm bắt được, dòng sanh mạng khả năng sanh khởi, sự dưỡng dục, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, ý sanh, nho đồng, khả năng làm việc, khả năng khiến người làm việc, khả năng tạo nghiệp, khả năng khiến người tạo nghiệp, khả năng thọ quả báo, khả năng khiến người thọ quả báo, cái biết cái thấy cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, sắc chẳng thể nắm bắt được, thọ tưởng hành thức cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được, nhĩ tí thiệt thân ý xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, sắc xứ chẳng thể nắm bắt được, thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, nhĩ tĩ thiệt thân ý giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, sắc giới chẳng thể nắm bắt được, thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, nhãn thức giới chẳng thể nắm bắt được, nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, nhãn xúc chẳng thể nắm bắt được, nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nắm bắt được, các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, địa giới chẳng thể nắm bắt được, thủy hòa phong không thức giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, nhân duyên chẳng thể nắm bắt được, đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, các pháp tiểu duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, vô minh chẳng thể nắm bắt được, hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thù hữu, sanh lão tử, sầu than khổ yêu não cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, bố thí ba la mật đa chẳng thể nắm bắt được, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, pháp không nội chẳng thể nắm bắt được, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được. Pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt được, thánh đế tập diệt đạo cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được, tám thắng xứ, chín tịnh thứ đệ, mười biến xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, tất cả pháp môn đà la ni chẳng thể nắm bắt được, tất cả pháp môn tam ma địa cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, pháp môn giải thoát không chẳng thể nắm bắt được, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, bậc cực kỳ của Bồ Tát chẳng thể nắm bắt được,
bậc vi cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực năng thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân của Bồ Tát cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, năm loại mắt chẳng thể nắm bắt được, sáu phép thần thông cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, mười lực Phật chẳng thể nắm bắt được, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được, tánh luôn luôn xả cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, quả dự lưu chẳng thể nắm bắt được, quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, quả vị độc giác cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng thể nắm bắt được, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, pháp sắc phi sắc chẳng thể nắm bắt được, pháp hữu kiến vô kiến, hữu đối vô đối, hữu lậu vô lậu, hữu vi vô vi cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện trong bản tánh không, 32 tướng đại sĩ chẳng thể nắm bắt được, 80 vẻ đẹp phụ thuộc cũng chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện như bốn chúng mà Phật hóa ra là Bí Xô, Bí Xô Ni, Ô Ba Sách Ca, Ô Ba Tư Ca. Giả sử có hóa Phật trải qua trăm ngàn ước triệu kiếp vì bốn chúng ấy tuyên thuyết pháp yếu, theo ý ông thì sao? Hóa chúng như thế có thể đắc quả dự lưu, hoặc đắc quả nhất lai, hoặc đắc quả bất hoàn, hoặc đắc quả A-la-hán, hoặc đắc quả vị độc giác, hoặc đắc quả vị giác ngộ cao tột chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Vì sao? Vì các hóa chúng ấy hoàn toàn không có thật, chẳng phải là pháp không thật có thể có đắc quả. Phật dạy: Này thiện hiện, các pháp cũng vậy, đều bản tánh không, hoàn toàn không thật có. Thì ở trong đó cái gì là đại Bồ Tát? Vì hữu tình gì, nói pháp gì có thể khiến đắc quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc quả vị độc giác, hoặc quả vị giác ngộ cao tột? Này thiện hiện, các đại Bồ Tát, tuy vì hữu tình tuyên thuyết các pháp bản tánh không, nhưng các hữu tình thật chẳng thể nắm bắt được, thường xót họ rơi vào điên đảo nên cứu vớt khiến an trụ pháp không điên đảo. Không điên đảo nghĩa là không phân biệt, không phân biệt thì không điên đảo, nếu có phân biệt thì có điên đảo, thì chúng cùng một loại. Này thiện hiện, trong các cái không phân biệt, không điên đảo, không có ngã, hữu tình, dòng sanh mạng, khả năng sanh khởi, sự dưỡng dục, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, ý sanh, nho đồng, khả năng làm việc, khả năng khiến người làm việc, khả năng tạo nghiệp, khả năng khiến người tạo nghiệp, khả năng thọ quả báo, khả năng khiến người thọ quả báo, cái biết, cái thấy, cũng không có sắc, không có thọ tưởng hành thức, cũng không có nhãn xứ, không có nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, cũng không có sắc xứ, không có thanh hương vị xúc pháp xứ, cũng không có nhãn giới, không có nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, cũng không có sắc giới, không có thanh hương vị xúc pháp giới, cũng không có nhãn thức giới, không có nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, cũng không có nhãn xúc, không có nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, cũng không có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, không có các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, cũng không có địa giới, không có thủy hỏa phong không thức giới, cũng không có nhân duyên, không có đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, cũng không có các pháp từ duyên sanh ra, cũng không có vô minh, không có hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, cũng không có bố thí ba la mật đa, không có tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, cũng không có pháp không nội, không có pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh, tự tánh, cũng không có bốn niệm trụ, không có bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng không có thánh đế khổ, không có thánh đế tập diệt đạo, cũng không có bốn tịnh lự, không có bốn vô lượng, bốn định vô sắc,
cũng không có tám giải thoát, không có tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng không có tất cả pháp môn đà la ni, không có tất cả pháp môn tam ma địa, cũng không có pháp môn giải thoát không, không có pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng không có bậc cực hỷ, không có bậc ly cống, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, cũng không có năm loại mắt, không có sáu phép thần thông, cũng không có mười lực Phật, không có bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, cũng không có pháp không quên mất, không có tánh luôn luôn xả, cũng không có trí nhất thiết, không có trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng không có quả dự lưu, không có quả nhất lai bất hoàn, A-la-hán, quả vị độc giác, cũng không có tất cả hệ đại Bồ-Tát, không có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, cũng không có pháp sắc phi sắc, không có pháp hữu kiến vô kiến, hữu đối vô đối, hữu lậu vô lậu, hữu vi vô vi, cũng không có 32 tướng đại sĩ, không có 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Này thiện hiện, sự không có sở hữu này tức là bản tánh không. Các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa an trụ trong đó, thấy các hữu tình đọa vào tưởng điên đảo, phương tiện thiện xảo, khiến được giải thoát, đó là khiến giải thoát, không có ngã, tưởng về ngã, không có hữu tình, không có dòng sanh mạng, khả năng sanh khỏi, sự dưỡng dục, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, ý sanh, nho đồng, khả năng làm việc, khả năng khiến người làm việc, khả năng tạo nghiệp, khả năng khiến người tạo nghiệp, khả năng thọ quả báo, khả năng khiến người thọ quả báo, cái biết, cái thấy, cái tưởng về hữu tình cho đến cái thấy, cũng khiến giải thoát. Không có sắc tưởng về sắc, không có thọ tưởng hành thức và tưởng về thọ tưởng hành thức, cũng khiến giải thoát. Không có nhãn xứ và tưởng về nhãn xứ, không có nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ và tưởng về nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, cũng khiến giải thoát. Không có sắc xứ và tưởng về sắc xứ, không có thanh hương vị xúc pháp xứ và tưởng về thanh hương vị xúc pháp xứ, cũng khiến giải thoát. Không có nhãn giới và tưởng về nhãn giới, không có nhĩ tỷ thiệt thân ý giới và tưởng về nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, cũng khiến giải thoát. Không có sắc giới và tưởng về sắc giới, không có thanh hương vị xúc pháp giới và tưởng về thanh hương vị xúc pháp giới, cũng khiến giải thoát. Không có nhãn thức giới và tưởng về nhãn thức giới, không có nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới và tưởng về nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, cũng khiến giải thoát. Không có nhãn xúc và tưởng về nhãn xúc, không có nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc và tưởng về nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, cũng khiến giải thoát. Không có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tưởng về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, không có các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra và tưởng về các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, cũng khiến giải thoát. Không có địa giới và tưởng về địa giới, không có thủy hỏa phong không thức giới và tưởng về thủy hỏa phong không thức giới, cũng khiến giải thoát. Không có nhân duyên và tưởng về nhân duyên, không có đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên và tưởng về đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, cũng khiến giải thoát. Không có các pháp từ duyên sanh ra và tưởng về các pháp từ duyên sanh ra, cũng khiến giải thoát. Không có vô minh và tưởng về vô minh, không có hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái, thủ hữu, sanh lão tử, sầu than khổ yêu não và tưởng về hành, cho đến lão tử, sầu than khổ yêu não, cũng khiến giải thoát. Không có bố thí ba la mật đa và tưởng về bố thí ba la mật đa, không có tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa và tưởng về tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, cũng khiến giải thoát. Không có pháp không nội và tưởng về pháp không nội, không có pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, và tưởng về pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, cũng khiến giải thoát. Không có bốn niệm trụ và tưởng về bốn niệm trụ, không có bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, và tưởng về bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo,
cũng khiến giải thoát không có thánh đế khổ và tưởng về thánh đế khổ, không có thánh đế tập diệt đạo và tưởng về thánh đế tập diệt đạo, cũng khiến giải thoát không có bốn tịnh lự và tưởng về bốn tịnh lự, không có bốn vô lượng bốn định vô sắc và tưởng về bốn vô lượng bốn định vô sắc, cũng khiến giải thoát không có tám giải thoát và tưởng về tám giải thoát, không có tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ và tưởng về tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Cũng khiến giải thoát không có tất cả pháp môn Đà La Ni và tưởng về tất cả pháp môn Đà La Ni, không có pháp môn Tam Ma Địa và tưởng về pháp môn Tam Ma Địa, cũng khiến giải thoát không có pháp môn giải thoát không và tưởng về pháp môn giải thoát không, không có pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện và tưởng về pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng khiến giải thoát không có bậc cực hỷ và tưởng về bậc cực hỷ, không có bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệt tuệ, bậc cực năng thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân và tưởng về bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, cũng khiến giải thoát không có năm loại mắt và tưởng về năm loại mắt, không có sáu phép thần thông và tưởng về sáu phép thần thông, cũng khiến giải thoát không có mười lực Phật và tưởng về mười lực Phật, không có bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng và tưởng về bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, cũng khiến giải thoát không có pháp không quên mất và tưởng về pháp không quên mất, không có tánh luôn luôn xả và tưởng về tánh luôn luôn xả, cũng khiến giải thoát không có trí nhất thiết và tưởng về trí nhất thiết, không có trí đạo tướng trí nhất thiết tướng và tưởng về trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, cũng khiến giải thoát không có quả dự lưu và tưởng về quả dự lưu, không có quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác và tưởng về quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác, cũng khiến giải thoát không có tất cả hạnh đại bồ tát và tưởng về tất cả hạnh đại bồ tát, không có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật và tưởng về quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, cũng khiến giải thoát không có pháp sắc phi sắc và tưởng về pháp sắc phi sắc, không có pháp hữu kiến vô kiến, hữu đối vô đối, hữu lậu vô lậu, hữu vi vô vi và tưởng về pháp hữu kiến vô kiến cho đến hữu vi vô vi, cũng khiến giải thoát không có 32 tướng đại sĩ và tưởng về 32 tướng đại sĩ, không có 80 vẻ đẹp phụ thuộc và tưởng về 80 vẻ đẹp phụ thuộc, cũng khiến giải thoát các pháp hữu lậu như năm thủ uẩn vân vân, cũng khiến giải thoát các pháp vô lậu như bốn niệm trụ vân vân. Vì sao này thiện hiện vì các pháp vô lậu như bốn niệm trụ vân vân, cũng chẳng phải như thắng nghĩa đế không sanh không diệt không tướng không tác không hỷ luận không phân biệt, cũng phải giải thoát thắng nghĩa đế tức là bản tánh không, bản tánh không này tức là sở chứng của chư Phật quả vị giác ngộ cao tột. Đây quyển thứ 387.